nhiên làm gì mà ôm chồng người ta quá trời quá đất luôn vậy? Buông ra, buông ra. Trời gì trời, ôm có chút xíu làm mất mát gì đâu. Thôi à. Trời, chia sẻ chút xíu đi. Trời ơi, chồng người ta tự nhiên vô ôm ấp nhìn thấy gớm mà. Gì đâu thấy gớm. Trời ghê quá trời quá đất luôn à. Mình ơi, Lì ơi, Lì có sao không? Trời ơi, quỷ là tự nhiên nó vô ôm Lì ra, làm ngọ Lì hết hồn luôn à. Trời ơi, vậy cưng đúng rồi em. Cảm ơn nha, không có cần nữa. Lũi ra khỏi nhà luôn à. Mới vô làm có 3 ngày à, mà hả thay đổi giới tính. Hồi làm tùm bi tùm bạ trong nhà này. Giết rồi, ở may gia đình này có chuyện gì. Trời ơi, chắc tôi chết quá hả, mất chồng tôi chết quá hả. Kiếm người nấu ăn bây giờ rất là khó nha, mà nhất là cỡ như tôi nữa nha. Tôi đi ra tôi về liền giờ đó. Hay da, ngọ Lì không có cần nghe chưa. Ngọ Lì bây giờ tự Lì học lo ăn, tự lo cho chồng được. Lâu ăn mà lâu không được cháy luôn cái nhà ngọ cũng chịu nữa à. Chứ không có thể nào mà chứa chấp mấy người như vậy. Trời anh, nó cháy nhà kìa. Hai đứa mình sẽ ra đường đi bụi, mình sẽ hạnh phúc bên nhau. Vậy nè. Gì kì, trời đất ơi. Trời ơi, tự tin quá vậy trời. Chứ sao? Nghĩ sao hai người hạnh phúc bên nhau vậy trời. Trời ơi, không được đâu, không được đâu. Trời ơi, gớm quá trời quá lắc luôn à. Gì đâu mà không được. Trời ơi, chứa chấp mấy người trong nhà này á hả? Giết ra cái nhà mình nó nổi loạn á, không biết ai là trai, không biết ai là gái á. Giờ tự nhiên cái mất chồng mà chồng đi theo lại là trời ơi, ăn thịt đồng loại trời, gớm quá trời quá. Bệ đứa bà không à. Giờ làm sao? Rồi. Quyết định sao? Phán xẻ. Phán xẻ hả? Mời ra khỏi nhà là giùm tôi. Mời ra khỏi nhà phải không? Mới có 3 ngày mà vậy à. 3 tháng nữa là làm sao mà chịu nổi. Bởi vì làm ơn đi ra khỏi nhà này càng sớm càng tốt, càng nhanh chóng càng mừng nha cha. Lần có ở lâu trong ngày nữa, tôi rất là sợ hãi mấy người như cái dạng người như vậy nghe chưa. Trai không trai, gái không gái, gớm quá trời quá đất luôn à. Làm ơn đi ra khỏi nhà này càng nhanh càng tốt đi. Giờ đi phải không? Chị ơi, đuổi em cả. Cái gì vậy trời? Đuổi em kìa. Cái gì vậy trời? Bà làm bằng tôi không? Trời, bà làm bằng tôi không? Cái gì vậy trời? Trời ơi, nó bắt trước ngọ lên kìa. Là, Lì nhanh nghe không thôi đứng đây là ta cắt à. Ê, gì vậy? Cắt hả? Ha. Ê, đừng, em làm cái ác quá vậy đâu có được. Anh đừng có giận, anh ngồi xuống đây. Em nghe tới cái chữ cắt là em cũng quýu rồi. Thôi, em hiện nguyên hình. Nè. À cái gì nữa, cướp chồng người ta nữa hả? Cướp chồng cái gì, tôi nói cho chị nghe nè. Chị vừa vãi vãi thôi, chưa gì chị đòi cắt rồi tôi nghe tôi sợ quá đi. Chị tưởng tôi vậy hả? Không hề đâu nha. 3 ngày nay làm việc trong nhà này là tôi thấy không được rồi, không ổn rồi. Cho nên tôi nghĩ ra cách này tôi giỡn với hai ông bà thôi. Chứ làm ơn làm phước giùm cái. Đây nè, lột ra hết cho mọi người coi. Đó, mượn của ông nhỏ em á, nó trong đoàn á. Đó, đây nè. Tôi thông báo đặc biệt men 100%. Một vợ, hai con. Tôi đi nấu ăn là để kiếm tiền về nuôi vợ, nuôi con tôi. Nhưng mà tôi thấy chị á, đàn bạn gái gì đâu mà không biết làm gì trong nhà, nấu ăn luộc cái hột gà cũng biết luộc, hỏi tôi luộc về chín chưa. Hay da, nhà của ngọ giàu sang quá, cần gì phải nấu ăn á chứ. Nấu ăn cái gì, giàu sang chứ. Chị mắc cười quá, có chồng có con là phải công dung ngon hạnh, dù có giàu cỡ nào cũng lăn vô bếp làm món ăn tự tay mình làm, chồng mình sẽ yêu thương mình đúng không? Rồi, không biết nên luộc cái hột vịt hột gà nữa là sao được. Rồi, biết đúng rồi. Gì anh cũng vậy nữa. Anh đi làm về rồi anh phải lo lắng cho vợ, phải quan tâm, anh phải trình báo đàng hoàng, thấy không? Lúc vợ đi làm về hả, già cả vô nằm ngủ ngáy o, không có quan tâm gì đến vợ con, buồn muốn chết luôn á. Cũng may là bữa nay là tôi giả bộ thôi, chứ lỡ chị mướn nhầm một con ô xin thiệt sự lặn gái nó vô đây nó hốt chồng chị sợ không? Dạ sợ chứ, cũng mất chồng là ngộ buồn lắm á. Đó, mà người vợ lo cho anh vậy á, anh mất anh có sợ không? Trời đất ơi, vợ yêu quý mà. Trời ơi, chưa gì tôi chỉ giỡn chút xíu thôi à. Mà ham he cắt cắt, hên ghê. Trời tôi phải lột đồ ra chứ không thôi mà bà cắt hết chết bà tôi. Ngộ đây á, là ngộ cắt cái hợp đồng thôi. Chứ ngộ mà cắt cái kia một cái, trời ơi ngộ ở tù ngộ chết ngộ à. Thôi, nếu mà cắt hợp đồng thôi giờ tôi đi về, mai tôi không làm đây nữa. Thôi à, nó nghe là ô liễu, ý quên ô bảy. Ô bảy, nó nghe là xin lỗi ô bảy nghe chưa. Hôm nay là ngọ cho ô bảy nghỉ ngơi, xả hơi. Giờ ngày mai ô bảy vô đây vẫn tiếp tục làm.
làm sao không có nấu ăn nha. Vô đây dạy cho ngọ, để ngọ nấu ăn và mai muốn ngọ nấu cho chồng ngọ nha. Nói vậy mới được chứ. Còn anh nữa nha, phải lo cho chị nha. Rồi. Thôi tôi đi về nha, mai tôi đi làm ha. Tự nhiên được nghỉ nửa ngày. Ôi liệu, em quên rồi. Anh bảy tháo cái cành bông ở trên đầu thì ơi. Trời ơi. Gia đình người ta không có phân định được cái giới tính đâu à. Con nữa. Vậy. Tặng chị.